nó sâu bên trong này. Nhiều khi mình chủ quan nó khỏe quá, ví dụ bây giờ đau quá mình không chạy được nữa thì thậm chí mình chả cố được, mình có muốn cố mình không cố được. Đấy gọi là khổ vì khỏe luôn. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Đau như thế nào mà đau đi tập tấy nhé? Đau, mọi lần nó đau lên, không ngờ nó đau dọc thế này. Mọi lần nó đau như thế nào? Mọi lần hơi đau nhưng mà em nghỉ, tháng trước em nghỉ rồi, qua đá cố đá cái giải. Tháng trước đứng kế thân em đau hẳn luôn, không đi được. Nó đau từ bao giờ và tại sao nó lại đau? Đợt em chắc đau bóng không, em khóa của chân thì không ấy, cái này nó hơi bị vạnh. Tức là cái chân bên này nó hơi bị vạnh? Trụng kém, vâng, trụng. Vâng, phải 5-6 tháng trước. Tức là lần sau em cứ đá cố, em chỉ sưng nó sưng úp lên thôi. Nó tự sưng lên chứ nó cũng không... Không bị lật. Nó không bị lật, không làm sao cả. Đến tận ngày hôm sau nó mới đau. Đúng rồi. Lúc đó là sờ mà nó đã đau chưa? Sờ thì nó bình thường không đau. Nó đau ở những cái chỗ này, chỗ này. Sờ nó đau như thế. Thế xong rồi khi mà nó sưng đau như thế thì bao lâu sau thì nó hết? Và em làm những gì thì nó hết? Em uống cái thuốc, cái thuốc bổ trợ của mắt cá chân ấy. Nó hết xong em lại chơi thể thao. Hơn một tuần thì mình nó chỉ hơi cứng chân thôi, nó còn không nóng. Nhưng mà mình cứ chơi lại cái này. Cái lần nào cũng thế, cứ chơi lại thì nó đau. Nào thì chơi lại. Đây là nó đau từ hôm nào? Lần này là từ bao giờ? Này nó đau từ tuần trước. Này em cố qua trận hôm qua cố đá. Hôm nay nó đau hẳn, không đi. Em bỏ. Nhưng mà lúc đó trong lúc đá nó có đau không? Trong đá cũng đau. Không đau. Đá xong nó có đau không? Đá xong thì mình ngồi nghỉ khoảng nửa tiếng là bắt đầu đau rồi. Vâng. Đau không? Không. Đau không? Đau. Đau đây. Đây. Đây ạ. Đau. Đa phần là đau ở đây ạ. Vâng. Đây. Đây đau. Đây sao? Đau nhiều. Đây đau nhiều. Em đã đi thử máu cái acid rich bao giờ chưa? Em chưa. Nó sâu bên trong này. Đây vẫn mỏi. Nó sâu ở trong. Đâu? Đây đâu. Đâu? Đâu rồi. Đây đâu? Đâu đâu. Đây đâu. Cái này của em bị nặng đấy. Cổ chân của em bị khá là nặng. Cái thứ nhất là có thể bị lặp đi lặp lại nhiều lần rồi và chấn thương nhiều lần rồi. Thì hiện tại thì bây giờ nó đang biểu hiện của cái gì? Thứ nhất là biểu hiện của cái nó đứt độ hai cái dây chằng xương mắc trước này, khi mà chân là nó đau. Và tiếp theo cả cái gân mác này, gân mác ngắn mác dài này. Thì cả cái nhá, cái dây chằng xương mắc trước thì ở đây nhá, với cả cái gân mác thì nó ở đây. Đó. Rồi cả cái gân chày sau. Và bị cả cái nhóm gân chày sau này nữa. Nhưng mà vấn đề là nặng nề nhất của em đây là ở đây là gì? Nó vấn đề là cái xương sên này. Mình lật đi lại nhiều lần nó dọc cái xương sên và cái sụn xương sên này. Đây mới là vấn đề lớn. Và nó sẽ không bao giờ nó trở về bình thường được nữa. Và nếu như mình chỉ có chăm sóc cho nó thật tốt thì nó sẽ hòa bình với mình nhiều nhất có thể thôi. Chứ không là nó cứ đi bị lại như vậy à. Cái cổ chân nó cứ lọc cà lọc cọc lọc xà lọc sọc xong đấy. Nó không đúng rồi, đúng không? Nó không trơn tru cái xương sên này. Đây là nó hình con sên mà gọi là xương sên. Ở đây là cái diện khớp của nó này, cái gọng chảy máu úp lên trên này này, thì trên này nó cái cẳng chân ở trên này úp vào đây, nó chịu lực toàn bộ cơ thể luôn của mình luôn nếu mình đứng một chân. Cái xương sên của nó giống như là cái giống như cái chân đế của cái cột đình của chùa ấy, chịu trọng lượng rất là kinh khủng. Và nó bị dập như vậy thì nó phiền, thực sự là nó phiền. Bây giờ mình là phải trị liệu hay như này? Đúng rồi. Cái cổ chân của em cần phải trị liệu, cần phải tập cho tất cả những nhóm gân cơ quanh đó nó lớn, nó to lên, nó khỏe lên. Để cho nó hỗ trợ cho cái vùng nó khớp nó bị tổn thương đó. Cái thứ hai nữa là mình cần trị liệu cho nó. Những chỗ nào nó viêm thì nó sẽ đỡ viêm đi. Cái này thì sẽ không bao giờ còn được như ngày xưa nữa. Điều đầu tiên nó là như thế. Cái thứ hai là cần phải trị liệu rất là nhiều. Và tiêm huyết tương dầu tiểu cầu rất nhiều nó mới có thể là hòa bình với mình được trong một khoảng thời gian nhất định. Thế không sau đâu đó thì nó lại trở lại về như cũ đấy. Và mình phải chuẩn đi chăm sóc nó suốt đời luôn.
Em cần thiết em đi chụp một phim cộng từ, em sẽ thấy luôn cái vấn đề của cái xương C này luôn. Chụp cộng từ sẽ thấy. Chắc bây giờ nó cũng đáp bấy ra rồi. Thì em cũng chưa cố lắm. Đó. Nhiều khi mình khỏe quá mình cứ chủ quan. Nhiều khi mình chủ quan, nó khỏe quá, ví dụ bây giờ đau quá mình không chạy được nữa thì thậm chí mình chả cố được. Mình có muốn cố mình không cố được. Đấy gọi là khổ vì khỏe luôn. Ví dụ đau quá mình không chạy được nữa thì mình dừng chứ. Anh đặt chân xuống thì nó đỡ đau hơn không anh? Anh thấy nó dịu được nhiều không? Nhiều. Ví dụ lúc đầu anh đi như thế nó đau 10 phần thì bây giờ nó còn